Alo, Picasso. Vâng, đây chính là con tàu của chúng ta. Vâng, và chào mừng các bạn đến với con tàu của lời kiếm viện Hiếm Cướp. Đó. Và bây giờ đây chính là băng hải tặc Lagava Kaizoku Tan. Lúc gì đó? Đây, một hòn đảo hoang. Có thể gọi nó là một ốc đảo không? Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đi đầu ở chỗ này. Ủa, cách điều khiển như nào ta? Hơi kỳ lạ chút. Ê, có người cần cứu kìa. Gì đấy? Mình chưa quen được cách điều khiển á. Ở đây rồi. Nó không kiểu lấy như kiểu GTA. Như vậy nút tới chỉ bấm một cái thôi. Một lần thôi. Có người kìa. Cứ như nào ta. Đây rồi. Cách. Tụi này tụi Tây Ban Nha mà. Tại sao nó không bắn mình ta? Chắc là đây là một vùng đất á, tự do, giờ nó không cho nó không có đụng chạm gì đến mình, mà mình cũng có thể đụng chạm đến nó. Đây chính là cái nơi mà chúng ta sẽ cập bến này sao? Chỉ là một hòn đảo mà. Wow. Đây rồi. Đây là hòn đảo Abaco. Để xem hòn đảo này có gì hấp dẫn không nhé. Nói về khám phá hòn đảo là thích lắm. Sao điều khiển lâu lâu cũng không quen nút. Đây nút là nút slow này. Ủa, mình đang làm gì vậy ta? Hình như là mình đang đi súng đi. Ok. Đây rồi. Hòn đảo này chúng ta sẽ vào tìm nguyên liệu rồi sao? Ô chú. Đẹp thật cái chứ bộ. Wow. Mình thích kiểu hải tặc như này. À, bản đồ kho báu. Xem thử có gì đây. À, cái này là crafting, cái này giống như Far Cry mà. Rồi xem thế nào. Bản đồ này nó ở khu vực nào? 79749625. Đây là một cái hòn đảo nào đó. Chắc nó 749. Thôi từ từ đi. Giờ phải lo làm nhiệm vụ đó. Chúng ta sẽ tìm sau khi chúng ta có thời gian rảnh. Bây giờ là đầu tiên là mình đang đến chỗ Synchronize đi. Nói tiếng Việt rồi nói chung là mình nói theo cách Việt Nam hay nói là lấy map, lấy bản đồ á. Mình không nên nói tiếng Anh. Kìa, một em kìa. Đó. Chúng ta sẽ lấy con động vật này. Một con. Con này tên là Ocelot. Như vậy. Đây là một con nữa nè. Con này phí đạn. Đậu phòng. Bước lại. Một cái thọc thành công. Cú thọc thành công. Đứng lại. Lũ đạn nó chạy nhanh thiệt chứ. Xong rồi. Cần phải chơi kiểu ám sát từ từ á. Chó đâm thọc thọc nó. Thọc nó. Thọc thọc. Bắt. Quái gì mà khổ dễ sợ đi. Đứng lại nào. Thấy đạn chưa? Thôi, điều này không chơi kiểu bắt thẳng tay rồi. Ủa, được rồi. Rồi, xong một em. Hai em với nhầm. Đã được hai em.
giờ kiếm một loại động vật khác nữa. Lên cao xem đi, dưới này khó xem lắm. Mày xong rồi, không có ai giết mày đâu. Giờ tao tìm con khác. Con này tên gì ta? Không hiểu cái con này tên gì. Thì nói chung nó là một loại động vật thôi. Chắc là cũng ở đâu quanh quanh đây thích chứ đâu. Nào quay, dùng cái Eagle Vision đi. Cứ quay xài hoài. Nó phải ở gần đâu đây? Chắc chắn là con đó. Nhưng mà đó là con kỳ nhông mà. Đủ đạn. Thọc nó. Trời, mình tưởng. Được rồi, một con rồi. Bay lên cao chút xíu đây. Này, chúng mình nhảy này. Sao thông minh rồi ta. Nè, thọc. Cái này giúp chúng ta chế đồ đây mà. Nó học từ 4K3 mà. Thì cái game này nó mới ra thì nó lúc đó nó học 4K3 mà. Mình đang ô máu này. Tốt nhất mình lấy cái này. Súng nè, sẽ được 2 khẩu. Này máu này. Nóc luôn. Có gì thiếu được làm. Này có voi à. Crocodile. Ok, từ từ mình sẽ làm sau. Giờ được 2 khẩu nha. Ủa? Không lẽ phải mua súng à? Nâng cấp súng lục rồi mà. Đây, có gì ngoài này nè. Uầy, thời giờ ớt lắm. Úp, ít nhất khó đọc lắm. Gì không thấy gì trơn này. Xôi. Là một cái nốt gì đây. Trời, muốn đọc á. Nhả lây. Return. Quay trở lại con tàu. Và giờ mình sẽ đi đến chỗ nào ta. Tiền giờ chắc cũng có nhiều chứ bộ. À không. Gặp thằng Ade. Ahoy captain, find what you need. My needs and wants are oceans apart, mate. But I did fashion myself a new holster. All I need now is a pistol to lie in. Yeah. Taken from the hold, just as you said. So. A little more than a blowpipe. Có súng rồi. But they'll do. So, are we rested? Or should we idle a while longer? Best way anchor. I think the crew is itching to reach civilization. You'll find no civilization in Nasa. Cái đó gọi là vùng đất hứa. It's a fine place to be merry all the same. Kivili. Gì ta? Bắn rồi trời. Cái gì cũng 90 điểm này. Bây giờ chúng ta là phải đánh Nassau. Let's move. Wow. Sao khu vực này mà màu đỏ nè. Bộ tụi kia là tụi đóng quân. Hình như gió đang đổi ngược hướng rồi. Ở chỗ này mình vô rồi mà. Tại sao tự nhiên giờ tụi nó cấm rồi. Giờ chúng ta sẽ đánh Nassau. Nassau ở chỗ nào ta? Cách đây không xa. Mình sẽ đánh dấu. Ủa rồi. Chẳng đánh. Ủa sao gần thế. Đi chút xíu mấy. Đâu có nhiều đâu. Đây là sao. Chấp nhận vào. Ok. Hình như là sao. Mình nhớ là như là quê hương của thằng này vậy. Hoặc là nơi thằng này ở đây.
đến nơi ánh sáng, không nên chạy chỗ tối. Yếu thật chứ. Xong chưa? Đợi từ nãy giờ mới vô. Go on, Captain Queernabs. Tell me I'm under arrest. Tell me! Them your breads. Fly away, boyo. Back to your master. Bằng mình rồi. Aye. We was privateers together before the wars ended. Cùng làm hải tặc cùng nhau. See you ashore. Trước khi chiến tranh kết thúc. Trời, bằng mình có vẻ ngầu. Đang ở sao? V-Boy, 7 cái. Thì mình nên nâng cấp tiền đây. Nên sao trời nâng cấp đồ chứ. Tiền chỉ có một loại mà. Xem như nào. Tôi cần mua một chút xíu hàng hóa. Ví dụ như là cái gì đó vô kiếm mới biết. Kiếm nè. Lúc trước mình xài kiếm ngàn rưỡi không à. Ủa mình xài kiếm này à? Không, mình xài hai kiếm à. Không, một loại kiếm chứ mấy. Cái này là tốc độ đánh combo 3 đam cảm xúc 1. Mình đang xài cái này phải không ta? Cái này bỏ này, cái này chắc mình mua trước này. Là xin mình mua cái này nè. Đó, mình mua cái này. Tiền như không có phải. Ok, tiền không có thì từ từ mua sau. Giờ mua một vài cái gì đó. Súng này có vẻ như là Súng đạn to này. Ok, mua đi. Đó. Cái nòng to. Như là thay đạn như phạm vi như bị ngắn này. Chắc là phải từ xa cơ. Phải tiếp cận bắn thôi chứ bắn từ xa không nổ đâu. Súng này cũng giống như súng shotgun vậy. Được rồi. Giờ mình nên làm gì đầu tiên ta? Có lẽ mình nên đi không, đầu tiên mình sẽ đi làm nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ trước, sau đó mình sẽ đi lấy Shichunai. Quán nhậu à. My god, you're a sight for salty eyes. Come you in and have a drink. Morning all. Chào buổi sáng mọi người. Who's this? Adewale, the Jackdaw's quartermaster. Jackdaw. You named your brig after a poxy bird. Tay của ông tộc là Jackdaw, nó cười. These lads are the better part of our growing confederacy. Tại vì Jackdaw là tay của một con chim, loài chim. You let him carry a pistol, do you? Peace, Ben. Ade saved my life. And now we're looking to find a crew to fill out the rest of my ship. Well, there's scores of capable men about. But use caution. A shipload of the King's sailors showed up before night back, causing trouble and knocking about like they own the place. Right. I'll see you I can muster. Cho mình sẽ đi tìm tìm thủy thủ đoàn. Thì thằng này nó là cái đội quân thì nó vừa bắt giải mấy người về đó, thì mình sẽ đi cứu những người đó để làm thuyền viên của mình. Sao đi qua như đúng rồi ấy, cái thằng dân thường á, đi qua mà không có một chút sợ sệt gì luôn. Rồi, mình đang cứu. Trước hết là mình cần phải lên đây lấy cái Synchronite đó. Lấy bản đồ á.
leo cao lên. Cao lên tí nữa đi. Sợ, đông thật chứ. Đây là quân nước Anh. Rồi, quân nước Anh đó. Không phải là quân Tây Ban Nha. Tây Ban Nha là tụi nó mang áo màu vàng. Kìa, cờ nước Anh kìa. Như vậy mình sẽ giải cứu khoảng là 15 người. Đầu tiên là mình sẽ tiêu diệt hai cái thằng khốn này. Đó. Bốn người à? Sao thấy chỉ có hai người này? Nó thằng này ngáo ngơ thật chứ. Tránh xa tôi ra nè. Đụng vô chết người nữa. Chỗ này sàn nhà cũng nhìn đẹp nha. Nóc nhà chứ. Leo có vẻ như là dễ bị té. Tại vì khá là mục nát. Chúng ta đi đâu gớm này? Chúng ta nên đi chỗ nào gần nhất chứ. Ở đây chỗ này đây. Nhiều chỗ xa thật. Rồi. Chỗ này. Let's go. Nhảy nào. Được rồi, đây chính là cái khu vực mà chúng ta sẽ tiếp tục truy lùng. Ôi, đừng có bắn nha ông nội. À, chỉ có một em thôi à. Knock out. Được rồi, các người đã được tự do. Chỉ giải cứu có hai người mà nó ghi là bốn người, rất là hư cấu. Được rồi, chúng ta còn khoảng là 7 người nữa. Nói 7 người thôi chứ thực sự chỉ có khoảng là 5-6 người chứ mấy. Gì đây? Nhảy. Hốt nào. À, cái này giúp cho bài hát để cho những thuyền viên mình lúc mà đi lên tàu nó có thể hát mà. Chà, chà, nãy giờ đi không chú ý. Đi không chú ý là mà nãy giờ mình đi qua một khu rồi. Mình cần phải quay lại. Chỗ này, chỗ nào ta? Bên kia mà. Sao không ta? Ok, gần tới rồi. Ủa, chém lộn. Nhưng mà mấy thằng này nó quýnh lộn chắc là kiểu thích quýnh không? Ủa, nó đây hả? Ủa, mấy thằng này nào đấy? Cái chai, nhầm, quen chưa rút kiếm ra. Rút kiếm mà nào? Chém. Mà thằng này chỉ là thằng nhiệm vụ ngẫu nhiên thôi. Ủa, mà thế mà cũng tính nữa. Được rồi. Nãy đi loạn xà quần cũng không biết gì đâu nữa. Chỗ này cứu rồi mà. Chỗ này mình vừa mới làm mà, thôi bỏ đi. Ủa, hình như là cái thanh kia nó đang cần, nó cần giảm dần á. Thôi rồi, không phải đi nhanh. Ủa, nó respawn lại rồi. Sao nhỉ? Sao tự nhiên respawn lại ta? Ok đi, nhưng mà cũng tiện lợi. What the? Trời, nó bắn nhanh thiệt á. Cứu. Để xem bắn hết cả là gì. Mà quay nút em mới là nút counter. Nói gì à? Chắc.
thoát, 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 thoát. Được rồi. Rất ấn tượng. Như vẫn còn khoảng là một thằng nữa kìa. Một bay nữa. Ôi da. Không cứ thật rồi chứ. Được cái le bừa nữa, khổ quá. Nữa. Hugging là gì ta? Ho, ho. Đây là thằng chú Huy. Chết cha. Đợi xíu. Ê ê ê. Đâu 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 đâu. Cứ như thế nào. Từ từ, cứ cứu như thế nào. Hồi nãy thích nói thích. Thấy nó bị treo rồi. Mà không biết cứu như thế nào, không lại bắn sợi dây à. Lại này. Lại này. Đây là cái nơi dành cho những thằng bị treo. Cổ. Ok. I'm coming. There's the blood of many innocents on hold you. Im, im. Chết cả, không cần. Chạy đi. Ai tới? Ai tới? Thầy đạn này. Tránh ra. Anh đã được giải thoát. Thằng này cũng chỉ đơn giản là một thầy tu đi vô như kiểu rip and peace đó. Nói mấy câu đơn giản như vậy thôi. Học kiếm cùi không cần, tôi cần đạn nè. Thánh à, đó. Ba viên đạn. Còn thằng này là chữ Hy, chắc cũng được mớ tiền. Được rồi. Chúng ta nên quay trở lại cái nơi quán nhậu này. Chà. Tưởng tay gãy chân chứ. Rồi. Nhiều chỗ leo thật á. Lúc mà sắm là một cái nơi cực kỳ tuyệt đẹp. Mình thích kiểu rừng cây như này. Không thích kiểu đông đông mà thành phố chật chội. Mình thích sống với thiên nhiên. Now you'll want to sail somewhere rich with plunder. Have you heard of a place called the Observatory? Aye, it's an old legend. Like El Dorado or the Fountain of Youth. Cái báu vật cái Observatory này nó như là một cái truyền thuyết đó. Nó từng giấu ở trong những cái ngâu đài hoặc là lăng mộ gì đó. Cái đó là sao? Mô hình của nó là 10,000 times above what we could pull off any Spanish ship. Robbing the king to pay his porpoise is how we earn our keep here, lad. It ain't a fortune. It's a fantasy. Xem kít đó là con gái à. Rồi. Thì chúng ta đang làm một cái gì đó nó mới mẻ chút xíu đi. Có lẽ là mình sẽ đi làm một chút nhiệm vụ ám sát đi. Cách đây không xa. Mới mẻ đậu gió. Được cái leo nữa. Mặt da đen, rất là mặt ngoan hiền nhưng mà thôi kệ. Tiêu diệt không? Thời này da đen bị phân biệt chủng tộc lắm. Ok. Cút ra. Cút ra.
kia rồi. Đó chính là nơi mà chúng ta sẽ tìm thằng da đen đó. Hứa kìa. Sao xa nhỉ? Nó làm gì? Nó đóng quân ở trong rừng rú nè. Có vẻ hơi đông. Kìa. Lũ đạn. Kìa, đã thấy thằng gì da đen đó. Một viên, băng. Hai viên. Tức là không giết được trong steel. Sao? Sao? Không thế. Ok, từ từ, đợi thay đạn đã. Xong giáo khác. Chưa thay đạn xong mới được một viên. Chém đủ thứ hướng rồi. Ê đã, đỡ. Thôi đỡ. 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 Được rồi. Một viên. Mình hai loạn nút đỡ rồi nút cách. Mà nhầm, nút đỡ với lại nút gọi là không cho tụi nó vào thế phòng thủ á. Được rồi, chúng ta đã có tiền. Mình đang vô lấy Synchronize. Trên này à. Sao leo như thế này bắp chắc thật chứ. Chỗ này nơi leo rất là khó đây. Đó, một phong cảnh. Đẹp tuyệt vời. Bùm. Sẵn có dài lâu khi mà được tắm biển. Metal. Trong này có hàng nè. Chắc là hàng của ông già này. Như tôi kể. Xin cái. Mà nhầm. Giờ mình đi đâu ta? Ở đây mình tưởng mình quay về tàu chứ. Bây giờ mình sẽ đến nhận nhiệm vụ. Morning, Kenway. Not a bad looking tinderbox you got there. You sound a bit green, horny gold. Is it envy? Is mine bigger than yours? Tàu của mình to hơn tàu của nó. No, I reckon it's this Jamaican funk. I prefer the Spanish stuff. So, you've got yourself a fancy brig now. Fine. Ủa tàu mình đâu ta? Well, I'm gonna teach you how to sail right. Nhưng không biết tàu mình chỗ and nào á. I'll take a prize the proper way. Giờ là mình phải đi Thatch. Xâm chiếm trộm cướp đây. Chỉ làm hải tặc mà không đi xâm chiếm thì sao còn là hải tặc. I take pride in piloting my own ships, Ben. Keeps me alert. Kìa, có một con tàu địch. Chúng ta sẽ đuổi theo. Good. Take us in close. After you subdue a prize, project authority. Demand respect that you would never give yourself. Ồ, hàng hóa này. Vải này. Rum này. Rum là như là cái thùng hàng. Mà nghĩ mình sẽ xâm chiếm nó. Fire what cannons you will, and land a few strikes if you must. For God's sake, don't sink. If
It's no fun fishing cargo out of the sea. Hello? Bắn nhà ta. Đây rồi. Như vậy là ok, giờ mới là bay sang kia quýnh lậu này. Xem đây, có lưỡi kìa. Cắt dài à, cắt dài này. Này, phải làm quen cách chiến đấu này. Giết khoảng 5 thằng. Ok, 5 thằng thôi. Que tengo un buen día, señor. I am Captain Hornigold. Ôi, tôi là Captain ấy. We're sailors like yourselves, but quite unlike in our purpose. We intend to take all that you own. Tao với nhau đây. Chỉ cần lấy hàng hóa xong là bỏ chạy hết trơn mà. Sẽ không ai nằm súng đâu. Đừng giết tôi. Tôi có gia đình nữa. Làm hơn. Có ai nói tiếng Anh được không? Đây, một chút xíu. Nói với bạn của mày, lấy những gì tốt nhất thì không ai bị thương. Làm ơn nói lại cho tôi cái. Kiểu không hiểu kìa. Không hiểu thì từ từ sẽ hiểu. Học tiếng Anh cho nhiều vô. Đây là mà đang xâm chiếm thêm một cái con tàu nữa, cargo. Mình nghĩ là sẽ là một con tàu tiếp theo. Con tàu nào gần nhất thì bắn thôi. Bắn này. Bum bum bum. Bắn như nào ta? Nó kêu bấm ship sao nữa ta? Lúc nào ta? Ê cha, phá hủy luôn tàu rồi. Không chú ý là mình đang sao qua xâm chiếm tàu không canh được cái máu của cái đoạn tàu đó. Nè, lần này sẽ không có bụi nó xảy ra đâu. Xem này. Bum 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 bum. Ok. Thôi, bắn nè. Sử dụng cái bắn. Bùm. Bốn viên nha mấy. Bùm. Bùm. Giơ tay. Này thì giơ tay. Bình tĩnh, chỉ cần cướp hàng. Ủa, tụi nó có cháy không ta? Giờ xin mình đi mua những thứ cần thiết cho con tàu của mình. We came to Nassau to get away. Xa xa ấy, 2 km lận à. Sao? Hơi xa đi. Kệ đi luôn. Mình đến một cái nơi gọi để làm tàu đây mà. Hiện tại mình đang đi cái hướng gọi là hướng gió. Đi mà hướng cùng hướng gió là đẹp lắm. Chạy nhanh nữa.
Trời nắng rất là sáng, đẹp đẽ. Biển khá là sâu. Có cá mập, cá heo, cá voi, cá bò, cá ngựa, đủ thứ loại cá. Cá bò cái gì đó không có, chỉ là nói đại thôi. Chúng ta đang đi trên đường theo cái này gì ta, hướng gió thường thường người ta gọi á. Xem phim tàu hóa tặc nhiều rồi cũng phải biết mà. Dòng hải lưu à, dòng hải lưu là hướng gió hay là gì đó, hay là hướng biển nó chạy hướng nào đó. Rồi chúng ta lại đến cái nơi gọi là làm vỏ tàu đây. Tàu cũng nhiều chứ bộ. Nơi này sâu rừng núi không hả ta? Giống như Vịnh Hạ Long. Dừng lại. Ủa? Tới chưa? Mình đang ở đây. Mình đang đi vô chỗ này đây. Nhảy. Sắm sửa chút xíu cho tàu mình mà. Cái này nó xấu quá. Tôi mua một chút xíu cho vỏ tàu đẹp. Vỏ tàu cho đẹp chút xíu. Không, cái này giúp cho năng giáp mà phải. Cái rơm là cái gì đó? Rơm là cái thùng hàng này. Not a bad take today. Keep this up and Nassau will be the first city where men and women may live as God made. Easy and free. All it takes is a few drops of blood, sweat, and a swatch of cloth. We fly no colors out here. Praise the lack of them. So let the black flag signal nothing. Đây chính là cờ của chúng ta. Nó là niềm tự hào. Mà dù cờ này thì thằng nào cũng có. Nhưng mà nó có đụng hàng về màu sắc không nữa. Ráng mà tôn trọng đi. Chắc chắn rồi. Mình nghĩ là mình đến này chắc cũng được rồi chứ bộ. Mình nghĩ là sẽ dừng game này tại đây. Thì tập sau thì cũng vẫn đi kiếm tàu, như là cũng vẫn đi kiếm hàng tầm 70 kìa. Ok, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong tập sau của Assassin's Creed 4.